lần đầu tiên mình thay đất, thay đất cái cây xanh dáng làng này. Thực sự là nó đất để lâu quá nó hết chất rồi, bộ rễ nó cũng không phát triển được, bộ rễ không có, cho nên là đó, thân đó. Nên bắt buộc mình phải thay bộ đất, đẽo bỏ sạch, nuôi tay cành ở trên nó hay bị bỏ cành quá, đó. Nên là thế dáng rất là đẹp. Đến cuối khi nào lúc mình dựng lên mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Tiên làm cái việc thế này nhưng mình cũng không thạo lắm, nên chỉ biết là vật nó lên, cạy vật nó lên xong là cắt thế thôi. Mình cưa cắt xong dùng nước xịt, dùng nước xịt vào. Đấy. Một cái chậu to. Thấy không? Các bạn nhìn thấy chưa? Cũng được cái gì nhỉ? Nhìn có ổn không cả nhà? Đấy. Đây này, mọi người nhìn gốc nó cỏ rồi cộng với nó bỏ rễ hỏng hết. Nên phải quyết định là thay lại. Thay lại đất. Đó. Còn tay tán trên nó dính chắc. Cũng được. Rất là già. Cái gốc phôi này hiện tại nó khoảng 20 năm rồi. Lúc mình mua là người ta đã làm được khoảng trồng và làm được khoảng 12 năm. Đấy, mình mua về được 8 năm nay rồi. Năm nay là 2020. 20 năm. Đó, bắt đầu từ 2000 nhé. Mình đây mình dùng cưa các bạn. Mình cưa. Đấy. Mệt quá. Đấy. Cưa nhá. Không biết mọi người dùng bằng cái gì. Đây dùng toàn bằng cưa thôi. Ui, mệt quá. Cắt xong rồi nó được phun nước nhá. Cắt nó phun nước thì sạch đất luôn. Nói chung là làm rất vất vả mọi người. Mình đây là mình làm là mình chơi thôi. Mình chơi mình chỉ chơi chứ không phải là nhà vườn là nuôi cây để bán. Cho nên thỉnh thoảng mới làm mệt lắm. Đi thuê thì cũng được nhưng mà trên vùng trên này không có
người làm thuê như thế này. Này phải ở những cái vùng cây, những vùng có cây như thế này. Đấy, khi mình cắt mịn xong rồi rửa sạch này nhá, xong rồi mình sẽ để phơi, cho khoảng phơi khoảng vài hôm. Đấy, mọi người nhìn. Cỏ nhiều. Dễ bị cháy hết. Mà mình nuôi mãi nó không được bệ, cái bệ rễ này nó không to được. Không biết là mọi người có cái cách nào chỉ bảo mình với, comment ở dưới hướng dẫn mình cái cách để cho cái rễ này nó to ra, ra rễ nó to ra, không rễ bé quá. Mình thấy cây của mọi người là cái bệ rễ này nó bệt rồi. Nên mình thấy chả thấy có rễ mấy. Toàn rễ con mà nuôi mãi. Thật ra là cái cây này lúc ở nhà người ta là nó, thời điểm mình mua lấy về là nó cũng đã gốc nó đẹp như, gần gần như thế này. Bây giờ nó thêm tuổi đời nhưng bây giờ nó chỉ già lên thôi. Chứ còn là cũng không thay đổi nhiều lắm. Kéo lởm quá, kéo nó bị gãy mất người khuy này. Mọi người biết chỗ nào mua kéo tốt không? Không hay bị gãy gãy khuy. Mình cứ bị gãy khuy hết nên nó hỏng. Cắt nó bập vào tay. Để ít lá cho nó quang hợp vậy. Đấy, sau lên sau khi chỉnh trang nhé, chỉnh trang nó như thế này nhé. Để xem. Không có kéo mà cái cưa cắt một cái vết cưa, cái vết nó như thế thì mọi người bảo liệu nó có ổn không? Không được mịn vết lắm. Không biết là nó có ra rễ ngon lành không. Phần rễ thân thì ok lắm mọi người, da đẹp mịn. Nhưng mỗi tội ở trên thì hơi ấy. Làm lại như một số cành này, vừa cắt này, đây một người cắt này, đây vừa cắt bỏ. Đấy, mình sẽ lên trên mình quay từ trên xuống cho mọi người xem nhá. Đây nhá. Thank you.
vết thương này cho nên mình quyết định là cắt bỏ cái chỗ này, không có đục nhá, không có đục mình chơi đục này đâu. Chặt quá, quả phết đấy. Đấy nhá, sau khi cắt chỉnh và sau khi mà cắt rễ xong rồi bỏ hết đất đi nhá, bây giờ nó còn như này. Mọi người bảo vết cắt này ổn không, liệu có ấy không, liệu chả có cách nào khác, chỉ vết cưa này thôi, không thể có cái gì để làm mịn như này được, nó phải có kéo to thì mới cắt mịn được. Ôi kệ, chắc là nó cũng ra rễ. Sau khi mà đục cắt bỏ này, cắt bỏ cái vết đắp cây này, khả năng là gặp các bác chuyên làm cây thì nhanh, còn nếu không thì chắc lâu lắm thì xong rồi. Cũng có thể phải trồng lên nè. Đấy. Đấy. Đẹp lắm. Mỗi tội không làm được. Tiếc là không làm được các bạn. Xem video nhá, nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ mình.